Ai muốn đẹp, ai muốn đẹp từ mắt, mũi, ngực cho đến toàn thân, hãy đến với bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng. Khéo tai 18 năm kinh nghiệm sẽ làm cho quý vị hài lòng. Đặc biệt, ai muốn đẹp, bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng cũng là bác sĩ mà quý bà, quý cô tin tưởng để được đẹp ai. Văn phòng bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng, 18080 Beach Boulevard, Suite 105, Huntington Beach, California, 92648, 714-375-0333. Dạ, cảm ơn quý khán thính giả đã trở lại chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng. Sau khi tôi trình bày xong mấy đề tài hôm nay, nếu mà quý khán thính giả còn thắc mắc, quý khán thính giả có thể liên lạc với văn phòng tôi. Số điện thoại là 1-800-DẸP thêm, tức là 1-800-337-8436. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Vương Linh DDS, số điện thoại 714-638-7940. Thưa quý khán giả, tôi mở văn phòng từ năm 1995. Năm 96 tới 98 tôi có join hội y sĩ Việt Nam miền Nam California. Nhưng mà sau đó tôi bận với gia đình, bận với đứa con, bận với văn phòng nên không có join. Năm nay tôi được trở lại với hội y sĩ Việt Nam miền Nam California. Mà không phải mình là hội viên thôi, nhưng mà mình được bầu là phó chủ tịch của hội y sĩ Việt Nam miền Nam California, mà cũng được chọn là trưởng ban tổ chức của hội chợ y tế miễn phí cho năm này. Tôi muốn chia sẻ với quý khán giả mấy cái chi tiết của cái hội chợ y tế. Thưa quý khán giả, hội chợ y tế miễn phí sẽ được tổ chức trong ngày chủ nhật 23 tháng 10 năm 2016 từ 9 giờ sáng tới 3 giờ trưa. Đây là first come first serve, nghĩa là người nào tới sớm sẽ được khám và sẽ được chích flu shot, chích ngừa cúm. Người nào mà tới trễ có thể là không có còn được chích ngừa cúm nữa, tại vì năm nay mình chỉ có khoảng 600 cái flu shot để cho quý khán thính giả thôi. Địa chỉ của chỗ hội chợ y tế miễn phí năm này là Boys and Girls Club of Westminster. Địa chỉ là 14400 Chestnut Street, thành phố Westminster, California, 92683. Nó nằm giữa đường Golden West với lại đường Beach, và đường ngang là Hazard. Như gần chùa Đường Ngự. Nên quý khán giả nhớ cái ngày, nhớ cái giờ và nhớ cái địa chỉ. Hội chợ y tế miễn phí năm này được hân hạnh được tài trợ bởi Orange County Supervisor, giám sát viên Andrew Đỗ. Hình như năm này là năm số 2 hay năm số 3 giám sát viên Andrew Đỗ đã tài trợ cho hội chợ y tế miễn phí. Đại diện cho hội y sĩ, tôi cảm ơn giám sát viên Andrew Đỗ. Và nói riêng cho tôi thì tôi chúc giám sát viên nhiều may mắn và nhìn thành công trong cái ngày bầu mùng 8 tháng 11. Đó là nói riêng cho tôi. Mình thường thường muốn chúc tất cả người nào mình gặp may mắn và thành công. Sponsor số 2 là công ty Preferred Excellent Care Pharmacy, PEC Healthcare and Hospice. Và sponsor số 3 tài trợ là Image Luxury Nail Lounge. Thưa quý khán giả, cái ngày đó quý vị chỉ cần tới đúng giờ thôi, 9 giờ sáng tới 3 giờ trưa, chứ không cần ghi danh trước cái ngày đó. Tới đúng giờ thì quý vị lúc vào sẽ ghi danh và sẽ được truy tầm về vài cái bệnh mình gọi là bệnh âm thầm, silent killer, silent disease, giống như là bệnh cao huyết áp. Có lúc mình bắt đầu bị cao huyết áp nhưng mình không có mấy cái triệu chứng và bác sĩ khám cũng không thấy mấy cái dấu hiệu, nên mình phải đo cái huyết áp. Thì hôm đó sẽ được đo huyết áp, được đo lượng mỡ trong máu, được đo lượng đường trong máu để cho coi có bị bệnh tiểu đường hoặc là cao mỡ trong máu hay không. Có được chích ngừa cúm flu shot. Một lần nữa, mình chỉ có khoảng 600 cái flu shot thôi, thưa quý khán giả. Đây là theo mấy số của mấy người mà tham gia của năm ngoái, năm kia. Đây là lần đầu tiên Luận giúp tổ chức cái hội chợ y tế miễn phí. Mình muốn là khoảng 1.000 người bệnh nhân sẽ tới tham gia. Nhưng mà mình không dám
order hay mua 1.000 cái flu shot, tại sợ lúc cuối cùng không dùng được thì nó lại ủng quá, thưa quý khán giả, nên chỉ có 600 thôi. Người nào tới sớm thì sẽ được chích, người nào sẽ tới trễ có thể không có còn cái flu shot. Tiếp thêm là sẽ được khám, chám và nhổ răng. Khi hôm đó, thưa quý khán giả, sẽ có 12 người bác sĩ nha khoa sẵn sàng chăm sóc cho quý khán giả. Tiếp theo là khám mắt và đo áp suất mắt. Bệnh đó là bệnh glaucoma, nghĩa là cườm nước, thưa quý khán giả. Bác sĩ Quản Trọng Thanh Lan là chủ tịch của Hội Y sĩ Việt Nam, miền Nam California. Bác sĩ đó và vài người bác sĩ nhãn khoa khác sẽ sẵn sàng chăm sóc cho quý khán giả, truy tầm khám mắt cho quý khán giả, coi có bị cườm nước hay không. Tiếp theo là sẽ thử máu, truy tầm viêm gan B hay C. Quý vị để ý cái thử máu truy tầm viêm gan B hay C chỉ có từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa thôi. Từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa thôi. Nên quý vị nào mà muốn tới để cho được thử máu coi bị viêm gan B hay C phải tới trong cái giờ 9 giờ tới 1 giờ trưa. Tiếp theo là đo rỗng xương. Bệnh đó tiếng Mỹ gọi là osteoporosis. Hôm đó sẽ có bác sĩ Phùng Gia Thanh giúp đo rỗng xương cho quý khán giả. Bác sĩ Phùng Gia Thanh là chuyên về quang tuyến. Bác sĩ Phùng Gia Thanh cũng sẵn sàng trả lời mấy câu hỏi của quý vị về osteoporosis, rỗng xương hoặc là về truy tầm ung thư vú. Tiếp theo là tham khảo và truy tầm về ung thư ngực. Hôm đó sẽ có 3 người bác sĩ expert đặc biệt cho quý vị có thể gặp và hỏi câu hỏi. Đó là bác sĩ Bích Liên Nguyễn, chuyên về ung thư, bác sĩ Phùng Gia Thanh, chuyên về quang tuyến, và bác sĩ Ân Nguyễn cũng chuyên về ung thư. Quý vị có thể gặp 3 người đó hỏi mấy câu hỏi mà quý vị có thắc mắc về truy tầm hay chữa trị về ung thư vú. Tiếp theo là tham khảo và truy tầm ung thư ruột kết, nghĩa là ruột rà già, colon cancer. Hôm đó sẽ có 3 người bác sĩ chuyên về ruột. Bác sĩ Khôi Trần là professor của UCI và cũng là hội viên của Hội Y sĩ Việt Nam. Có bác sĩ Bùi Xuân Dương, bác sĩ Phượng Nguyễn, cả 3 người chuyên về ruột và có thể giúp cho quý vị về đề tài tham khảo truy tầm ung thư ruột kết. Và tiếp theo là tham khảo bệnh tim và chẩn bệnh động mạch phụ. Về tim thì mình sẽ có bác sĩ James Việt Trần sẽ khám cho quý khán giả và có hai cái máy để cho hệ thống điện tim của cho quý khán giả. Và sau khi đo thì sẽ có bác sĩ James Việt Trần hay là một người bác sĩ chuyên về tim nữa đọc cái kết quả cho quý vị biết là bình thường hay không bình thường trong cái lúc đó. Quý vị biết về đo về hệ thống điện tim nó có lúc nó giống như chụp hình đó. Nếu mà mình chụp hình mình đang cười đâu nghĩa là lúc nào mình cũng cười, nên lúc mà mình muốn biết là có vấn đề không mình phải chụp thường xuyên. Đa số người ta buồn hay vui thì nói về tim thì giống như vậy, mình đo cho cái ngày đó nó có thể nó nói là bình thường, nhưng mà nếu mà muốn biết chắc chắn thì phải đo thường xuyên, thí dụ mỗi năm vân vân, rồi mình mới biết chắc chắn. Cái hôm đó mình chỉ đo cho ngày đó, mình chỉ có thể nói cho quý vị biết ngày đó bình thường hay không. Tiếp theo là chẩn bệnh động mạch phụ, đó là peripheral vascular disease. Bác sĩ Nguyễn Đỗ Duy chuyên về mạch máu sẽ khám cho quý khán giả. Tiếp theo là khám thính lực, đo tai, coi quý khán giả có vấn đề gì về nghe hay không. Hôm đó sẽ có bác sĩ Anthony Hào Định để cho khám cho quý khán giả. Và tiếp theo là tham khảo đau nhức khớp xương. Mình sẽ có bác sĩ Phùng Mạnh Lanh cho khám cho quý khán giả. Và cuối cùng sẽ được thuyết trình về bệnh viêm gan B, cao huyết áp, tiểu đường, đau nhức. Và tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mấy công ty đã đóng góp cho cái hội chợ y tế miễn phí này. Công ty Lastenac Free Clinic,
nhóm sinh viên Memo, tổ hợp y tế Family Choice Health Network của bác sĩ Trần Quốc Toản, trung tâm y tế đa khoa Michael Đào, Procare Pharmacy, California Specialty Pharmacy, trung tâm quang tuyến của bác sĩ Phùng Gia Thanh, Magnolia Medical Imaging Center, trung tâm về gan, hội trung tâm xin lỗi Cancer Foundation, và cũng cảm ơn BPSOS California, đó là Boat People SOS, và cũng nhóm MD100 của Nhân Hòa. Cho tôi tạm ngừng ở đây, sau phần thông tin thương mại tôi sẽ trở lại trình bày cho quý vị một chút về ung thư ngực và cái cách truy tầm như sao và chữa trị tái tạo như sao. Cảm ơn quý khán giả.